Yo ho yay yay yay. 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 一个真汉子，两肩要敢去担起国家。我用它为自。Thì con hỏi con vợ với hai đứa con gái đi, vườn hoa điển nhã có phải là tuyệt đẹp không? Giao thông tiện lợi nè, ngó ra mặt biển, phòng nào cũng có cửa sổ nhìn thấy mặt biển đó, phải không hả? Dạ phải đó, tiện lợi, phòng nào cũng nhìn thấy mặt biển. Nè, nhà của con 4 người mà, có 3 phòng ngủ là thích hợp nhất đó. 4.500 một thước, 750 thước, ây da, 3.500.000 đó nha hả? Tính luôn tiền thuế, tiền luật sư. Ây da, tội nghiệp quá mà. Thị trường bây giờ ế ẩm cho nên mới rẻ như vậy thôi. Uầy, mình bán đi căn nhà của mình rồi hỏi ngân hàng cho vay 2.500.000 là sẽ mua được đó. Mượn nhiều như vậy à, bác anh mỗi tháng phải đóng chết hay sao chứ? Hay là vậy nha, kiếm căn nhà nhỏ hơn chút đi. Nè, 2 phòng ngủ vừa rồi đó mà. 2 phòng ngủ, đâu có khác căn nhà bây giờ chứ. Đúng rồi, hai đứa con gái thì mong là mỗi người có một căn phòng riêng. Anh hiểu. Hay là đừng ở khu này, nè. Nè, khu này tuy là xa một chút, nhưng mà rẻ nhiều lắm. Hay à, chuyện gì đây? Ở Nguyên Lãng đó. Anh không nói chơi chứ hả? Đâu có gì không ổn, không khí mát mẻ lại được tiết kiệm, có thể mua chiếc xe chứ. Hay da, đừng có nói người má vợ này cằn nhằn nha. Con dọn đi xa lắc xa lờ, con không có thấy xa, nhưng mà cũng tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ chứ. Ngày nào cũng đi xe buýt mấy tiếng đồng hồ mới tới trường. Tội nghiệp quá mà, làm đàn ông chỉ có một cái nhà thôi cho vợ cho con mà cũng không có lo được nữa. Làm đâu kiểu nào đây? Má đừng có nói nghiêm trọng như vậy chứ. Bây giờ căn nhà mà tụi con ở cũng do anh Đức mua đó mà. Má không có phải là khi dễ đó. Nè, tốt nhất á, là nó có tài mua một căn nhà lớn hơn, cả nhà được ở thoải mái hơn, không cần gì tiết kiệm chút tiền mà khiến cho cả nhà không có được vui. Tôi đâu có nói là không mua chứ. Trở về tính toán lại coi, coi thử sao đã. Bán đi căn nhà này đáng giá 1.500.000. Phải hơn chứ. Hay là kêu 2.000.000 đi. Wow, phải đi mua 1.500.000 bạc á. Phải làm sao đây chứ? Anh không cần tính nữa. Sao lại không tính? Đàn ông đại trượng phu mà. Không thể để các người ở một ổ ấm. Anh coi là đàn ông hay sao? Em nói là không cần anh tính, để em tính mà. Gì à? Vậy em tính xong chưa? Nè, bây giờ mình đã chấm trúng cái nhà đáng giá 3.500.000 đó mà. Coi như là căn nhà này mình bán ra lấy lại được 1.500.000. Phải hơn chứ. Thì tính bớt hơn là tính lên mà. 3.500.000 cho vay 70% nghĩa là mình lấy ra 1.050.000. Tiền luật sư, tiền thuế khoảng chừng 150.000. Cộng hết thể vào khoảng 1.200.000. Mình còn 300.000 có thể làm sửa sang. Em tính như vậy dĩ nhiên là dễ dàng rồi. Nhưng mà em phải tính mỗi tháng anh phải đóng góp bao nhiêu mới được chứ. Tính được mà, vẫn còn dư đó. Có thiệt không? Nè, coi như là mình vay ngân hàng 2.000.000, trả trong vòng 20 năm, nghĩa là mỗi tháng đóng góp 20.000 rồi. Vậy ngay từ bây giờ mình cứ tính coi như là anh không có được tăng lương đi. Tầm bậy tầm bạ. Tính toán dĩ nhiên là phải tính theo xấu nhất chứ. Thì mình còn lại 9.000, 5.000 bạc thì đưa cho ba má của anh, tiền này thì không thể bớt được. Vậy còn 4.000, 2.000 thì tiền điện, tiền nước, tiền quản lý nè, tiền lặt vặt nè. 2.000 bạc là tiền sinh hoạt của hai đứa con gái, còn 1.000 bạc thì có thể cho anh bỏ túi. Bộ không cần ăn hay sao? Bây giờ hàng tháng em làm sổ sách cho mấy công ty nhỏ cũng được 3.000 mấy mà. Cùng lắm là em làm thêm mấy căn. Em nghĩ là kiếm 6.000 mấy bạc chắc không có thành vấn đề. Miễn là từ nay ăn cháo ăn cơm thì để em lo liệu, anh bỏ mặc em. Ê, anh đã phải lo việc trong nhà, phải đi làm nhiều việc như vậy, cực khổ lắm đó. Khổ chút đâu có sao đâu, quan trọng nhất là cả nhà vui vẻ thôi. Anh từng hay nói như vậy mà. Anh cưới em về không phải là để cho em chịu cực đâu. Anh đừng có quê như vậy mà. Bây giờ là thời buổi gì đây, nhà nào cũng là vợ chồng đều đi làm hết. Hơn nữa bây giờ em không có cần ra ngoài làm việc, bị ông chủ xài xẻ cũng là đang hưởng phước rồi. Rõ ràng đóng góp căn nhà này xong xuôi là có thể hưởng phước rồi mà. Bây giờ lại giác thêm gánh nặng nữa. Thôi để anh tắm rửa suy nghĩ lại cái đã. Quê, tôi quyết định vậy đi. Ba. Hả? Ba à? Chuyện gì? Tụi con đã chia phòng rồi. Phải rồi, cái phòng chủ nhân này dĩ nhiên chịu cho ba má. Phòng này thì của con, phòng này của em Thi vậy được chưa? Ba, con đã nhường phòng lớn cho chị hai rồi, con có ngoan không? Ngoan, ngoan, ngoan lắm. Ba, chừng nào mình dọn nhà? Không cần suy nghĩ nữa, quan trọng nhất là hai con được vui. Wow, thiệt đẹp quá.
Wow, thì là đẹp quá. Nè, đi nhanh và bước đi. Nè. Đừng chạy nhanh quá, đừng té đó. Có chuyện con em đó. Có cái hồ bơi kìa. Hồ bơi kìa. Wow, đẹp thiệt ha. Thoải mái quá. Nhìn ra biển này kìa. Wow, thiệt là đẹp ha. Đúng rồi. Tại sao không phải cái nhà trước vậy? Nhà kia đã bán đi rồi. Tính ra cái nhà này càng rẻ tiền hơn. Cao 10 tầng, kích thước giống nhau và có luôn sửa sang. Wow, đẹp quá. Đi vô cái phòng. Wow, nhà bếp cũng lớn lắm chứ. Nè, em ngủ cái giường này. Em lấy cái bàn này. Wow, đẹp quá. Em qua đây coi nè. Nè, em nhìn coi có đẹp không? Nhìn ra biển đó. Căn phòng cũng lớn lắm. Khá lắm chứ. Uầy. Ba, nhà này đẹp quá. Ba, mua cái nhà này đi. Được. Giá bao nhiêu vậy? 3.8 triệu. 3.8 triệu? Cái nhà lần trước chúng tôi coi kích thước cũng giống nhau, chỉ có 3.5 triệu thôi. Người khách mua nhà ở dưới cũng kêu ngốc đó. Thiếu 300.000 thôi đáng giá lắm mà. Thị trường bây giờ ế ẩm lắm. Có thể bớt chút hay không? Đúng. Nhà ở dưới thì được bớt, còn nhà này thì thiệt quá rẻ đi. Ông bà coi nè. Chỉ nói là đồ đạc ở trong nhà thì đáng giá quá mà. Ồ, nói cũng đúng ha. Thêm 300 ngàn thôi mà khỏi bỏ tiền sửa sang và mua đồ đạc thì cũng vậy thôi hả? Thì giờ cái việc sửa sang thì tùy người thôi. Mình xài bao nhiêu tiền có thể tự khống chế mà. Mà giờ đó. Nè ông. Cảm ơn. Gì vậy? Alo, mà má hả? Vừa ý. Giá tiền không thành vấn đề. Hay quá, bà chị mua rồi, được ở nhà mới rồi. Hay quá. À, con xin điện thoại cho má sao? Cảm ơn. Không có chi. Anh thì thích nhà này lắm sao? Anh thích lắm. Hai con có thích không? Dạ thích. Nhưng mà em không có thích lắm đâu. Hả? Anh coi mấy cái sửa sang này như là méo xẹo hà, không có được thực tế lắm. Chỗ này lớn hơn nhà cũ của mình nhiều lắm. Chỗ này thực dụng tới 80% đó thưa bà. Ê, đi coi thêm cái đỡ. Vị trí như vậy, sửa sang như vậy thiệt rẻ tiền lắm rồi đó mà. Cho dù là anh thích cũng không cần quyết định gấp gáp như vậy đâu. Hơn nữa tiền của mình lại vừa đủ mà. Phải rồi, lỡ như có chuyện gì rồi sao? Không tới sợ như vậy đâu. Mua thì mua thôi, không có chết đâu. Hay quá. Chị Hai à, thì nay mình có thể xuống hồ bơi rồi. Còn có thể đánh cầu nữa. Nè anh à, em muốn nói chuyện với anh. Em không cần nói. Em biết tánh của anh mà. Không quyết định thì thôi, nếu quyết định thì phải làm cho xong. Anh có biết là mình đã mua căn nhà ở trong khu sang trọng hay không? Hết đặt cọc là phải trả 5%, nghĩa là 190.000 đó. Biết rồi, để đem chi phiếu tới rồi nè. Bây giờ hộ khẩu của anh chỉ còn 100.000 thôi. Quê em có không vậy? Chuyển cho anh một ít đi. Tiền đâu mà chuyển. Nè anh hay như vậy đó mà. Chưa tính toán rõ ràng đã hứa với người ta là mua rồi. Bộ em không muốn mua sao? Muốn thì cũng có thể suy nghĩ lại mà. Biết đâu bàn thảo một hồi sẽ được rẻ hơn. Ê, đàn ông khác với đàn bà ở cái điểm này đó. Có nhiều việc không thể bàn thảo đâu. Muốn thì làm đi. Má à, tốt đó. Ê, tôi kể đi. Giao trong trời quyết định vậy. Hình thì mua, chữ thì không mua. Đồng bạc nó mất tiêu rồi. Nè, tìm đi. Hey, đi tìm đi, mau lên. Đó, thấy chưa? Đồng bạc mất tiêu rồi, nghĩa là ông trời cũng không có ý kiến gì. Cái việc mua nhà thì duy trì nguyên thác đi. Hai con chờ dọn nhà mới đi nha. Hay quá. Nè, nước sôi đó, ngồi yên nha. Cẩn thận đó. Nè Đức à, sao đang ở túc lành lại đòi dọn chứ? Ở cho thoải mái chút mà. Bây giờ ở không tốt sao? Ê, bà,
Làm người thì ngó lên cầu, được hưởng thì phải hưởng chứ. Tuy là vậy, bây giờ đóng cái nhà thì cực khổ lắm. Nè, tháng nào xài chỗ lớn, lỡ có chuyện gì thì sao chứ. Ê, con cái lớn rồi, cả cưới vợ nó cũng tự ý, đâu tới phiên mình xen vào. Nè, qua đây ăn cơm đi, đừng có chơi nữa. Cảm ơn. Ông nợ bà nội ăn cơm. Bà má ăn cơm. Ngoan. Ba đừng uống nhiều quá mà. Ba biết lo liệu mà. Nè, con dọn đi xa như vậy, mai mốt về đây thì không được tiện lợi đó. Có cái gì mà không tiện, đi thêm mấy chuyến xe thôi. Con dĩ nhiên không sao, nhưng mà có người chê đường xá xa xôi thì cực khổ đó. Không đâu mà, mai này mỗi tuần lễ cũng sẽ về đây chứ. Dạ phải, hai đứa tụi nó cũng thích đi hóng gió mà hả? Đi hóng gió đi chơi thì không sao, cố tình về thăm ba má thì phí công. Thôi ăn cơm đi. Thế gian này làm việc gì cũng có người nói không đúng mà. Anh đang nói em hả? Em thì bị quan thiệt. Đã quen rồi mà. Anh mua nhà thôi mà, có gì không đúng? Thì anh để cho người ta nói vài câu đi, coi như là gió thổi bên tai. Họ là ba má ruột của anh đó mà. Rồi làm sao? Thật ra họ không có gì đâu. Anh có lo lắng thì lo cho căn nhà của mình còn hơn. Căn nhà đặt cọc rồi. Chính vì đã đặt cọc, anh có biết không, cho dù là mình vay được tiền của ngân hàng nội, trong một tháng mình cũng phải trả thêm 25%, nghĩa là 950.000 cho người ta. Thêm vào tiền luật sư, tiền thuế, rồi tiền quê hồng tới 1.150.000 đó. Không có gì đâu. Đừng có làm phát, tới chừng lấy không ra thì anh sẽ biết chết. Mình có căn nhà mà, bán đi căn nhà là có thể trả tiền. Hôm đó anh tính cho anh kia mà. Phải, sổ sách thì tính như vậy thôi. Nhưng mà em định bán đi căn nhà này rồi mới mua nhà mới. Mua nhà là việc của mình, đừng có sợ sệt như vậy. Ông trời muốn mình mua nhất định giúp đỡ cho mình mà. Chuyện tới đâu thì hay tới đó ha. Hãy vui vẻ lên, chờ mà dọn nhà mới đi. Cao ốc Hán Quy nhà A lầu 7, 395 thước. Định bán bao nhiêu vậy? 1.800.000. Ông Đức thị trường ế ẩm lắm. Ế ẩm cũng có người mua. Nhà của tôi thì giữ được tốt lắm. Tôi bán luôn sửa sang chỉ là đồ đạc đó. Thứ đó đâu có phải là đồ đạc. Tặng cho người ta cũng không thèm đâu. Cao một chút, chừng đó bớt người ta 100 hay là 80.000, người ta sẽ khoái chí. Em lo tới chuyện đó sẽ không có ai tới coi nhà. Không đâu, mình chỉ còn là một tháng thời gian thôi. Được rồi, tin anh đi, không có gì đâu. Ông Đức diễn là sao? Như cũ, 1.800.000. Vậy được. Làm xong vậy mượn là em xiên chí mà. Căn nhà của anh muốn vay mượn 70%, có nghĩa là 2.660.000 hả? Không nhất thiết phải vay nhiều vậy. Tôi bán đi căn nhà cũ, bỏ thêm vô mấy trăm ngàn nữa thì vay khoảng chừng 2 triệu thôi. Không thành vấn đề. Vậy thì đỡ rồi. Nhưng mà với số tiền thu nhập bây giờ của ông Đức thì ngân hàng chúng tôi không có thể cho ông vay nhiều vậy. Thì phải rồi, không chừng không có cho vay nhiều như vậy đâu. Sao em không chịu nói sớm với ảnh? Còn thấy cả nhà thích căn nhà đó quá, rồi nóng nảy nhất thời đã đi đặt cọc đó mà. Thằng Đức cũng bậy thiệt, nó biết tính toán chứ. Vậy mượn không có ra tiền thì mua cái gì đây chứ. Sao anh rể chưa có về tới vậy? Chị đã điện thoại cho anh rồi, anh đang trên đường về đó. Điện thoại lần nữa đi. Được. Chưa có tới giờ tan học chứ? Chưa. Hello. Em đang điện thoại cho anh đó. Ê, là mất hài đâu. Sao đây, kiếm đi gấp vậy, có chuyện gì? Đã nói chào Yến hả? Con Liên kiếm anh. Anh rể em kiếm anh đó. Em định là nhờ anh giúp đỡ. Anh quen thân với giám đốc ngân hàng Vĩnh Phong mà. Cũng khá lắm. Anh có thể nhờ ông làm vay mượn cho nhà mới của em hay không? Hả? Mua nhà hả? Bao nhiêu tiền? 3.800.000. Vậy anh phải tính trước nha. Chào ba. Chào ba. Ôi, con Liên đã tới hả? Dạ. Tối ngày không biết ông trốn đi đâu nữa. Có ai tới thì cũng đâu có biết. Em Liên tới kiếm anh Cần để nhờ làm việc vay mượn mà. Cái gì? Thằng Đức mua nhà, hay quá. Liên à, nhưng mà anh gì? Nếu coi theo tiền lương của ảnh, không có vay được bao nhiêu đâu. Thì sao? Ê, được đó mà. Nè, con coi như là giúp đỡ đi. Nè, má ký tên ở dưới bảo đảm là được rồi. Ê, hay là mình cho họ mượn nha. Không cần vậy đâu chị hai à. Nếu như anh rể chịu nó giúp giùm á thì là tốt lắm rồi. Cần à, con với thằng Đức đó
Thì cũng đây là rể của ba mà, như người nhà vậy. Giúp đỡ đi nha. Ôi má đâu, má đâu? Má đã về chưa? Về chưa. Má đi đâu hả? Má điện thoại về nói là má qua bên dì hai. Mami, mami. Mami, lần này không xong rồi. Xách đồ vô rồi nói. Nè, đừng có lo chơi nữa. Làm bài nè, đi nha. Bà nghe tôi nói cái đã. Bà xã, không xong rồi. Ngân hàng không có trả dây á. Em không biết việc này thì thôi. Em thì là không biết anh làm cái gì. Ngân hàng có thể cho anh dây mượn bao nhiêu anh cũng không biết. Anh đâu có biết, đã lâu không mua nhà rồi. Bây giờ làm sao đây bà xã? Em đã lo liệu xong rồi. Anh rể nói là sáng ngày mai anh tới ngân hàng Vĩnh Phong để mà kiếm ông giám đốc của bộ cho dây mượn đó. Mới đây lo xong rồi à? Ê, thiệt là hay quá. Anh làm ơn đi nha, từ nay đừng có nóng nảy như vậy nữa, có được không? Anh đâu có nóng nảy đâu, anh đã suy nghĩ lâu lắm rồi mà. Cái đó là suy nghĩ hay sao? Anh chỉ là do dự rất lâu, rồi thì nóng nảy quyết định sẽ làm sao thôi. Chuyện tới đâu hay tới đó đi. Nhiều khi tự hạ mình một chút mới có thể hạ quyết tâm làm tốt những việc. Nè, mấy đứa nhỏ không nghe điện thoại vậy? Alo, phải. Được, thì bây giờ lên nha. Ai đó? Khách quý tới thăm. Quê, giúp một tay thu dọn đồ đạc sạch sẽ đi ha. Ờ. Có người tới coi nhà. Bây giờ đi con mở cửa. Xin mời vô. Cảm ơn. Ông Trương, ông Đức, bà Đức. Ê, chào ông bà. Chúng tôi muốn đi coi các nơi được chứ? Được, mời tự nhiên nha. Đi. Cái chỗ này là phòng khách, còn đây là nhà bếp nha. Chúng tôi có hai căn phòng, đây là phòng lớn, còn đây là phòng nhỏ nè. Giữa là toilet. Cũng rộng lắm. Căn nhà này thì là tốt lắm đó. Vậy ông ở bao nhiêu người? Tôi và người yêu của tôi, hai người thôi. Thì Trung Quốc tới đó. À phải. Về giá cả có thể rẻ một chút không? Bớt chút đỉnh cũng được. Chúng tôi bán luôn đồ đạc, sửa sang còn mới lắm. Ông coi đi hả? Đồ đạc thì không hợp với tôi đâu. Cũ kỹ quá rồi. Sửa sang tôi cũng phải kiếm người dở đi hết. Thì khó coi quá. Nói thiệt đi, rẻ nhất có thể bớt được bao nhiêu? Bớt 50 ngàn khỏi mà cả nữa. 50 ngàn? Bộ tưởng tôi ở trển không biết gì sao hả? Cái nhà này mà đáng giá 1.750.000 sao hả? Này nè. Vậy theo ông thì ông cho giá bao nhiêu vậy hả? 1.300.000 mới là đúng giá. 1.300.000? Phải đó, tôi thì đã quen trả tiền mặt, không quen dây mượn ngân hàng đâu. Sao không sao biết tôi đang coi nhà chứ? Là mất tiền giờ của tôi hết vậy. Mời. Đi giờ coi kìa. Đồ điên mà. Đúng là điên rồi. Cô làm ơn kiếm người khác đi hả? Tôi chịu ông không nổi đâu. Nè ông à, anh làm cái gì đây? Tại sao lại đuổi người khách đi? Mình chỉ có một tháng thời gian thôi. Đây là vấn đề tôn nghiêm. Nhà này là kết tinh tâm huyết của chúng ta đó mà. Nó chê cái này chê cái nọ đã đành rồi, còn cho một cái giá sỉ nhục như vậy, làm sao mà bàn thảo được chứ hả? Khi không tại sao lại nói về tôn nghiêm? Nhì có thiếu gì người tới coi nhà cho yên chí đi. Hạp rồi mới bán đi, phải không? Phải. 395 thước, 1.800.000. Phải. Ông Hà đây hả? Phải. Cao ốc Hán Hì, thay A là 7. 395 thước, 1.800.000. Phải. Đức à, có chuyện gì mà phiền quá vậy? Hôm nay có nhiều cuộc gọi hả? Đăng báo bán căn nhà này mà hôm nay có mười mấy cuộc gọi lận, mệt muốn chết luôn. Cái nhà cũ đó có nhiều người giành giật sao hả? Giành giật cái gì? Là cái bọn địa ốc tới hỏi giá mà thôi, không có ai trả giá đâu. Anh hãy cẩn thận nha, dạo này người ta cứ cho là thị trường sắp xuống, căn nhà khó bán ra lắm đó. Có thiệt không? Hả? Có hỏi cái đám anh em ở bên ngoài không? Đã hỏi qua rồi. Có nhà thì không muốn đổi nhà, không có nhà thì không muốn mua. Chỉ có ai là chịu hỏi thôi nha. Con thú không? Có lợi cho anh đó. Được. Thì không đây. Phải. Nè, nhưng mà tôi gánh vụ này cho anh, anh phải gánh một vụ khác cho tôi. Gánh gì đây hả? Bạn gái của tôi, cô Trinh đó. Hey, cho một chút lòng thành đi. Bây giờ còn phá tôi hả? Bây giờ tôi thấy bắt đầu hơi lo lắng đi nè. Nè em à, qua đây. Dạ được. Thank you.
rưỡi lần đó. 1,5 triệu. Nè nè, mấy người làm cái gì vậy? Ê nè nè nè, đừng có chạy nha, đừng có chạy nha. Ê, cảm ơn ba người đẹp, bữa nay coi như là tôi quỷ lạo. Tôi đợi. Cảm ơn ba. Nè, cô thích ăn cái gì? Kêu đi, không cần tiết kiệm cho ba đâu. Wow, xài sao như vậy, anh giàu lắm hả? Ăn được bao nhiêu chứ? Ăn tôm hùm nha. Tôm hùm? Chị hai à, chữ này là cái gì? Di cá. Bà, di cá có ngon không? Di cá? Thật ra đâu có gì đặc biệt. Thôi đừng có phá đám nữa, để má kêu đi, nếu không là tới tối cũng không được ăn đó. Làm ơn. Cho 1 dĩa đậu hũ tương thịt, mực khô chân thịt heo, 1 dĩa xào cải ngọt, 1 món canh. Cảm ơn. Ăn vậy vừa không? Vừa. Cho nên tôi thường hay nói là đàn ông bên ngoài cực khổ cách mấy đi nữa cũng không có sao đâu. Chỉ cần có một người nhà ấm cúng thôi, phụ từ con hiếu, vợ thì thông minh, như vậy là có phước rồi. Thằng con lớn của tôi là giám đốc, thằng con út là sinh viên. Thử hỏi vậy có nên uống mừng hay không hả? Uống chứ, phải uống chứ. Sao tiếng nghe quen thuộc quá vậy? Uống uống. Tự nhiên hả? Ba, thằng Đức. Ê, trẻ chút cũng không sao. Ê, ngồi đi. Ba của cậu nói là cậu không tới mà. Ba cậu đi hồi hưu mà, bận rộn cách mấy à, cũng phải tới chứ. Bộ ba hôm nay hồi hưu sao? Cậu không biết sao? Cậu không biết sao? Không cần đâu, con nên chăm sóc cho hai đứa nhỏ đi. Bà sai như vậy đâu có được chứ. Đốt taxi đi. Mặc kệ bà, cứ để bà sống chết mặc kệ đi. Em lên coi chừng hai đứa con nha. Anh đưa ba về. Cho xe chạy đi. Dạ, ba, ba. Đừng có đá mệt nha, nếu không sẽ bị lạnh đó. Nè, ngủ ngon nha. Ba ngủ ngon. Nhớ lời của má dặn đó, nếu không sẽ bị lạnh. Thôi được, mau ngủ đi. Má, ba không sao chứ? Cái gì không sao, ông chưa có về tới. Hả? Có thiệt không? Ba đã về sớm lắm mà. 2 tiếng đồng hồ trước con đã đưa ông lên taxi. Hả? Rồi làm sao đây? Ê, tôi chết rồi. Ông uống sai như vậy. Hả? Ông uống sai rượu hả? Tại sao con không đưa ông về? Má đừng có hoảng hốt như vậy. Chắc là đi lạc đường thôi. Thì da, một ông già ban đêm ở ngoài phố thiệt là nguy hiểm lắm, còn bị say rượu nữa. Con không nói với má nữa, con đi kiếm ba đã. Em đi với anh nha. Sao má, có tin gì không? Không có. Sao hả, có điện thoại gì không? Không có, làm sao đây hả? Có không? Không thấy. Tôi chết rồi, không biết đi đâu nữa. Lỡ như mà xảy ra chuyện gì thì làm sao đây? Sao anh không đưa ông về nhà chứ? Thì ông phải cho anh đưa mới được chứ. Bà đã lớn tuổi rồi, không có sao đâu. Anh đừng có như má của anh chưa chi đã hoảng hốt như vậy. Tại sao ông hồi hưu lại không nói cho anh biết? Ông hồi hưu hả? Có phải ông đã tới chỗ đó hay không? Đức.
bánh thiệt là thơm quá. Vậy hả? Cho con một cái nè. À, thiệt nóng quá ba. À, đưa đây, đưa đây. Nè, như vậy là khỏi sợ nóng. Ba, sao ba không sợ nóng vậy? Dĩ nhiên không sợ rồi. Nóng thì ba làm việc mấy mươi năm rồi, tay chân chạy hết làm sao sợ nữa chứ. Ba, ba đi uống rượu nhiều quá mà. Được, ba không uống cũng được. Nhưng mà con á, phải cố gắng vô đại học. Học hành biết chưa, phải vô đại học mới được. Dạ, con biết rồi, bây giờ con về nhà học bài. Wow. Ba. Ba. Ba phải cẩn thận mới được chứ. Tại sao hai đứa tới đây vậy? Tụi con thấy ba khuya như vậy vẫn chưa về, cho nên đi kiếm ba thôi. Má thiệt lo lắng cho ba lắm. Dạ phải. Ba không cần con tốt bụng vậy. Ba à? Ba, đã xảy ra chuyện gì chứ? Sao cứ nhăn mặt nhăn mày? Có chuyện gì buồn cứ nói ra đi mà. Con chịu nghe ba nói sao? 20 năm trước biểu con lên đại học, con không chịu. Con đi đám cưới với nó. Bởi vì ba đây thiếu học, ba hy vọng con học hành. Đừng có bắt chước như ba phải làm lụng cực khổ. Tốt nghiệp trung học thôi lại không chịu vô đại học, con không có nể tình của ba mà đi đám cưới với nó. Ba không sao chứ? Ây da, ông à, ông thiệt làm tôi hết hồn. Không sao, không sao đâu. Không sao đâu, ngủ một giấc là hết chuyện thôi mà. Ờ. Thưa ba, uống ly trà đi nha. Không uống. Bây giờ em đã làm lỗi gì chứ? Từ ngày mà đám cưới ông đã ghét em cho tới bây giờ rồi. Anh không vô đại học thôi rồi làm sao chứ? Bây giờ không được tốt sao? Tốt, bây giờ mình tốt lắm. Cho nên lâu nay anh không hối hận về quyết định năm xưa của anh. Thật ra mấy lâu nay em đã cố gắng đi làm cho tốt nhất rồi. Tốt, em tốt lắm mà. Em đừng có bực bội nha. Nhẹ nhàng một chút đi. Hả? Thôi bỏ đi. Hay là mai này bớt gặp mặt nhau, như vậy sẽ được vui mừng hơn mà. Ba, anh chỉ uống qua chén thôi, không có chuyện gì đâu. Uầy, căn nhà của anh ra sao? Làm tôi hết hồn à. Không có gì, hôm qua tôi hẹn với ba người khách lúc ở nhà rồi. Có biết là khu nhà của anh có một tòa nhà mới lập thành không? Biết, như vậy thì càng tốt, làm cho khu đó càng náo nhiệt hơn. Anh biết giá của người ta không? Không biết. Rẻ hơn ngôi nhà của anh 10% đó. Hả? Hả? Nhà mới cũng đầy hạ giá thì nhà cũ của anh làm sao bán? Xin lỗi nha, người khách đã hẹn trước nhưng bỏ hẹn rồi. Tại sao? Tại vì bây giờ đám khách đã qua khu kế bên coi nhà mới. Nói thiệt nha, nếu như giá tiền không phải chênh lệch quá xa, cho dù ông bà cũng phải mua nhà mới chứ hả? Vậy thì căn nhà của tôi đừng hòng bán ra được. Cũng không phải đâu, hay là ông thử hạ giá chút đi. Hạ bao nhiêu? Tôi nghĩ 1,2 triệu chắc cũng được. 1,8 triệu bớt xuống còn 1,2 triệu, nghĩa là mất 600 ngàn. Ông Đức à, giá cũ của ông thì đã kêu cao hơn nhiều lắm. Hay là gì? 1,5 triệu. 1,5 triệu hả? 1,5 triệu cũng mắc à. 1,2 triệu thì 1,2 triệu đi. Chị hẹn khách dùm đi nha, chúng tôi phải bán gấp đó. Thật ra nhà của ông bà cũng có người thích. Kỳ trước người từ Trung Quốc xuống đó. Hãy để điện thoại kêu ông tới coi nữa nha. Vậy mà em cũng chịu. Không chịu rồi làm sao? Alo, ông Trương hả? Phải, để ông đặt thành họ Trần đó. À, lần trước ông có coi cái nhà cao ốc Hán Huy, nhà Hạ lầu 7 đó. Bây giờ chủ nhà chịu bất giá rồi. Để tôi nghe. Ông Trương đó hả? Là tôi đây nè. Hey, tôi thấy ông thì có thành ý như vậy, coi như là có lợi cho ông nha. 1,5 triệu đi. Ông Đức. Cái gì? 1,1 triệu. Quay nè. 1,1 triệu phải không? Vậy thì khỏi nói nữa. Cái tên này thiệt là không biết muốn gì à. Em không biết anh muốn cái gì thì đúng hơn. Anh không phải là giận hờn bậy bạ đâu, nhưng mà 1,1 triệu thì không có được mà. Anh có biết bây giờ mình chỉ còn lại 10 ngày hay không? Rồi bây giờ tính sao đây? Anh đã có tính lại rồi. Thì bỏ tiền cọc thôi. Bỏ cọc? Mình chịu khổ chịu cực bấy lâu, bây giờ anh mới nói là bỏ cọc. Ồ, như vậy nghĩa là khi không mình đưa 190 ngàn cho người ta xài. Có cách nào hơn chứ? Căn nhà là bán không được mà. Bây giờ không phải là bán không được, mà tại anh không chịu bán thôi.
Triệu mốt thì triệu mốt đi, người ta trả tiền mặt đó. Bây giờ thời gian gấp gáp như vậy, chỉ có cái ông Trung Quốc đó mới có thể cứu được mình thôi đó, anh có biết hay không? Tại sao lại không bán cho ổng chứ? Cho dù có bán được cũng thiếu cả 100.000 lận. 100.000 khó kiếm lắm sao? Nè, con người của anh là vậy mà. Tiền lớn thì không lo tính, lo tính bằng cái tiền nhỏ. Việc nên nghĩ thì không nghĩ, việc không nên nghĩ thì lại đi nghĩ. Việc mà đã quyết định phải làm thì phải làm cho nổi chứ. Tại sao lại không ráng chống? Tại sao cho tới bây giờ mới bỏ cuộc? Em biết là anh đổi nhà là vì nhà mình thôi. Em biết anh thì là áp lực lớn lắm, nhưng mà cũng có nhiều việc phải đi tới cán mức rồi mới làm nổi mà. Cũng tại anh nói đó. Nhờ, ráng chống chọi tới cuối cùng đi. Anh chỉ có một yêu cầu, nếu mà kiếm không ra được 100.000, em cũng đừng hỏi nhà của em mượn nha. Thiếu bao nhiêu? 100.000. 100.000 thì má có, không cần phải nhăn mặt nhăn mày nữa. Con mệt thôi. Chồng của con thì là vô dụng mà. Mua căn nhà tôi cũng cần người này người kia giúp, tự mình lại không có chịu lên tiếng với nhờ con vợ. Thiệt tình. Thật ra anh có thể tự lo liệu mà, tại con sợ thôi. Con muốn có dư giả một chút cho nên mới đi nhờ người ta giúp. Con giỏi nhất là đi binh cho nó. Má cũng biết ảnh là chồng của con mà, không lẽ con không giúp? Biểu nó phải ráng làm đi, 40 tuổi còn có thể xuất sắc mà. Bây giờ nó chịu mua nhà lớn thì chứng tỏ đã nên thân rồi. Nói chuyện với con thì là uổng công, con phải biết chuyện của mình con chứ. Cảm ơn má nha. Cảm ơn cái gì? Nè, nhưng mà con xin má một điều, má phải nhớ là giữ bí mật này cho con đó. Cứ yên tâm đi, má nhất định là giữ bí mật mà. Má à, má mệt lắm hả? Ừ. Để con đấm bóp cho má nha. Ngoan, con bóp chân cho má nha. Được. Có thoải mái không? Ừ, thoải mái lắm. Vậy đâu hết rồi? Ba, tôi có trong này nè. Wow, ngoan vậy nè, đấm bóp cho má hả? Má mệt mà. À, được rồi, ngoan. Hai con ra ngoài ông bài đi. À. Sao, mệt lắm hả? Nè, hôm nay anh có anh Sương, anh nói là không được, vì mới mua xe mới. Em đến lo liệu xong hết rồi. Mới đi lo liệu xong hết à? Căn nhà đã bán đi rồi, chi phiếu 1.1 triệu đã vô hộ khẩu của anh. 100.000 còn lại em cũng lo liệu xong rồi. Vậy 100.000 đó từ đâu em có? Tiền dành dụm của em đó. Em đã dành được nhiều tiền vậy sao? Uê, em đi làm thêm mấy nhiêu năm rồi, để dành dụm một ít tiền cũng đâu có phải là quá đáng chứ. Không phải là lấy tiền của anh đâu. Em có tiền thì nói sớm đi, báo hại anh phải sợ thêm một ngày. Wow, như vậy mà cũng có thể quán trách hả? Em đã trút hết tiền ra rồi. Không dám, có một bà vợ tốt như vậy chết cũng không trách nữa mà. Bà xã muôn nam. Con thấy chưa, thấy chị họ có ngoan hay không? Ba dạ. Wow, hai người giỏi thiệt chứ. Nói dọn là dọn ha. Mới đây đã dọn qua nhà mới rồi. Tiếc là phải mang ơn em gái của chị đó. Con nói đúng đó. Nếu không có con liền á thì con đâu có mua thành cái nhà này. Má à, coi chừng gián bài của má đi, coi chừng bị hụt đó. Thì là bất hiếu trù ẻ má như vậy. Tới rồi. Hả? Tới nữa hả? Tới nè. Wow, mới mở màn đã chơi một gián lớn như vậy rồi, coi chừng bị cháy túi đó nha. Ê, trả tiền đi, đừng có tía lia như vậy nữa. Người ta cứ tập trung đánh bài, còn cái miệng của bà cứ tía lia như vậy à, coi chừng bị thua cháy túi đó. Đừng có trù ẻo nha. Nè, 256. À, anh Cần, đánh bài nha. Ê, thôi đừng, tôi về làm việc rồi ha. Vậy nha. Phải rồi. Vậy không khác tới chơi ha. À, được, được. À, nè ba má, con về nha. Bà má hả, còn đánh lâu lắm. Hai đứa về trước đi, lát nữa ba má về taxi. Được, à, vậy nha. Đi về hả? Chào nha. Nè, đi về. Bye bye. Đi về hả? Vậy nha. Đúng rồi, vậy đi. Đi về mau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye nè, cẩn thận đó nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hey, bà 69 cùng một màu. Hey, đã tới nó rồi. Hey, dạ. Anh Xui à, anh hên quá vậy. Đúng rồi à, mấy chục năm rồi chưa có hề thua ván nào hết á.
Nhìn cái tướng của anh đâu có giống lợi hại như vậy. Hey, đánh bại thì nói thực lực, không phải nói tướng đâu. Để chung tiền đi, chung tiền đi. Để coi sao đó, chú có đánh sao mà biết ăn chứ. Thì để coi. Tôi không tin anh ăn con này. Chính que. Đúng là chính que. Con Trung. Con Trung hả? Chung tiền đi. Một tròn, ra luôn. Khoan đã. Ra luôn coi như là tử bốc. Tới nữa. Thì lợi hại thiệt. Bà đây cũng bậy thiệt. Biết người ta có một bài tròn cũng đánh ra làm chi vậy? Chính vì tôi biết ảnh chơi bài tròn cho nên mới đánh con này ra. Vậy mà cũng tới. Muốn học nghề á phải đóng học phí mà. Chung tiền, chung tiền. Thua hết rồi, tôi không có đánh nữa. Không đánh hả? Tính tiền đi. Bao nhiêu? Chị hả? 2.800. 2.800 thôi hả? Tôi thua nổi đó mà. Đưa đi, mau lên. 2.800. Chuyện gì đây? 2.800 hả? Anh thiếu tôi 100.000 đó. Trừ nợ đi. Má à. Chị nói gì? Tôi nói cho anh biết nha. Con của anh đó, khi mua nhà không có đủ tiền đóng đợt đầu, tôi đã cho nó mượn 100.000 đó. Bây giờ lo trả đi. Sao nói là tiền dành dụm của con Liên? Hả? Em hỏi má cho mượn 100.000. Sợ cái gì mà không nói với họ chứ. Tiền của má đâu có phải là không có được sạch sẽ. Uầy, bà bớt nói đi có được hay không vậy? Đang đánh bài mà cũng tía lia như vậy à. Nếu mà không đánh bài chắc làm trời sụp luôn hả? Cái gì chứ, bây giờ nghỉ đánh rồi mà. Dê. Ba. 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 Ba à. Con đừng có nhiều chuyện. Ba. Ba. Thật ra cái chuyện này á, thôi bỏ đi, cũng là người nhà với nhau mà. Nếu không có tiền thì đừng dọn. Tại sao phải mượn tiền bên nhà vợ chứ? Con thiệt vô dụng quá đi. Em Liên không phải là ý này đâu ba. Con cứ binh vực cho con vợ, vô dụng thôi. Sao không có chủ kiến gì hết vậy? Để cho bà má vợ đi nói xấu khắp nơi. Người ta nói con gái thì hướng ngoại, còn ba cưới dâu rồi thì mất đi thằng con. Không phải vậy mà. Từ nhỏ ba ép con học hành là muốn cho con này sau này được nổi. Nam nhi đại trượng phu, nhất định phải dựng sự nghiệp mà. Còn con á, chỉ là một người đàn ông sợ vợ mà thôi. Thiệt tình à. Ba thì không biết con nghĩ sao. Ba nhìn thấy con á, thiệt tức tưởi đó. Con không phải là sợ vợ đâu. Con yêu vợ con yêu gia đình của con mà. Con đang ráng làm một người đổi bật, con làm không nổi. Hay là ba thấy không phải? Con cũng hết cách mà thôi. Anh đưa bà về rồi. Họ đi hết rồi hả? Em để đón xe cho má của anh. Hai đứa con ngủ rồi sao? Ngủ rồi à? Đi ngủ đi, để anh dọn cho. Thôi không cần. Em đi ngủ đi, để đó cho anh. Thôi bỏ đi nha. Cực khổ cách mấy em cũng chịu được. Bao nhiêu việc em cũng có thể nhịn được. Em vì cái gì chứ? Cũng như muốn là một người vợ tốt, một bà má tốt thôi. Tại sao em lại không có thể là một con vợ tốt? Bây giờ em thì không biết cái gì đúng cái gì sai. Tôi hỏi em còn có thể làm sao, còn có thể làm cái gì chứ? Em đúng, em không sai đâu. Tự họ sẽ hiểu thôi. Em cho họ thêm thời giờ đi nha.
Nhà con à, tan học xong nhất cùng với chị hai đứng trước cổng trường chờ má nha, đừng có bắt má đi kiếm. Má đã hẹn cho bác sĩ phải đúng giờ đó, có biết hay không? Em thi bị suyễn, phải coi bao lâu mới hết vậy? Hay, má cũng không biết, miễn là thì phiền phức lắm. Ông nội. Ê, cháu Thi, cháu Nghi. Chào ba. Ông nội à, sao ông nội ở đây vậy? À, tại vì ông nội về hưu, cho nên bán trứng này để kiếm tiền. Wow, nhiều tiền quá. Ông nội kiếm tiền vừa đủ xài thôi, không cần hỏi nhà bên ngoài mượn tiền mà. Em mà sắp đến trường rồi, đi mau đi. Ờ, khoan đi đã. Bánh à, lấy ăn đi. Cảm ơn ông nội. Nè đừng lấy nhiều quá, mới đồng một miếng vậy. Cái gì, tính tiền hả? Bộ tưởng ba là người bán hàng rong thiệt sao? Con không phải là ý này đâu. Một miếng 5 đồng, 2 miếng 10 đồng. Cô không coi tôi là người nhà thì tiền bà phải rành mạch. Trả tiền đi. Nè, chuyện gì? Đứng lại, đứng lại. Không coi tôi là người nhà sao hả? Đứng lại, đứng lại. Ê, đứng lại. Ê. Lỡ như ông già bị gì, má thì không biết làm sao. Má à, má đừng có vậy mà. Liên, má, chuyện gì vậy? Bà đâu? Sao con tới trễ vậy? Bác sĩ nói ông bị trúng gió. Ba bây giờ ở đâu? Ba chưa có tỉnh lệ, bác sĩ đang cấp cứu. Tại sao khi không là trúng gió chứ? Thì ra ba bị đau tim, huyết áp lại cao, bị tức một cái là ngất xỉu rồi. Ê, có chuyện gì mà nóng giận dữ vậy chứ? Hôm nay ba bán bánh trứng ở trước cửa trường của hai con bé. Em không biết, rồi đã đụng chạm vài câu với ổng. Tại sao em đụng chạm với ổng? Đã mấy nhiêu năm rồi mà, sao em không chịu nhìn ổng chứ hả? Dù sao cũng đã già cả rồi, dù sao đi nữa em cũng là con dâu kia mà. Em làm bất cứ việc gì cũng phải có chừng mức mới được chứ. Nhưng mà lúc đó trúng gió chết người đó em có biết không? Không chết cũng bị bán thân bắt tội nữa. Được rồi, bây giờ khiến ba như vậy em vui lòng chưa? Anh rầy em như vậy. Phải mà phải, em thì là vui lòng lắm. Em đã cố tình chọc tức ổng cho ổng ngất xỉu, bây giờ mới biết thì ra anh nghĩ em như vậy.